Hello, xin chào anh em đam mơ chim cu gáy. Đã quay trở lại kênh của Thức Vlog, kênh phụ kiện chim bẫy, lồng bẫy cu. Hôm nay em sẽ quay cho anh em, giới thiệu cho anh em một sản phẩm, đó là lá lợp cu gáy. Lá ngụy trang này là dòng anh em chơi cu thì đã biết rồi, những dòng chim khác không có, nhưng dòng chim cu gáy bẫy đấu thì bắt buộc phải có lá ngụy trang nha anh em. Nhất là lồng bẫy lá truyền thống hồi xưa giờ anh em chơi bằng lưới ấy, thì buộc phải có lá ngụy trang này để che đi cái lồng. Mình ngụy trang giấu cái lồng trong khu bỏ nó không thấy cái lồng. Đấy. Sản phẩm anh em rất là nhiều, anh em muốn mua sỉ giờ bán cũng có, số lượng cũng có, mua sỉ tùy theo số lượng mà giá nó khác nhau nha anh em. Khi anh em lấy số lượng nhiều ấy, thì giá nó khác, còn anh em lấy khoảng vài chục lá về lợp lồng cu mà anh em chơi thì giá nó sẽ khác. Tùy theo số lượng anh em mua thì em sẽ báo giá cụ thể luôn. Tôi nói trên clip này thì nó dao động, nhiều khi giá nó tăng xuống rồi anh em về sau coi cái clip này về sau ấy, thì anh em sẽ nói sao lúc đó báo giá nhiêu đó mà sau này sẽ báo giá khác thì mất công rất là phiền. Thế nên anh em nào mà có nhu cầu ạ, thật sự cần mua thì hãy gọi vào số điện thoại em để tên cái tiêu đề, thì anh em sẽ vào đó gọi vào em sẽ tư vấn về báo giá cụ thể cho anh em luôn. Vậy em còn nói sơ về cái lá này cho anh em xem, anh em yên tâm về sản phẩm. Lá này lá ngụy trang lồng bẫy chim cu gáy, nó màu xanh đậm của lá cây. Nên lượng theo con lá cây, thế nên anh em khi mình lợp vào làm cu thì khi máng vào những cành cây thì cu bỏ rất khó mà phát hiện được. Lá này phiến lá to, tán to nha anh em, lợp rất là lợi cho cái lồng. Trên thị trường này em thấy có nhiều shop khác bán là nhiều mẫu, có loại lá nhỏ lá to, nhưng một loại lá nhỏ thì người ta bán giá nó nhỏ, nó thấp hơn một chút, thấp hơn khoảng vài trăm đồng thôi. Nhưng mà anh em cái lá nhỏ em cũng là người lợp lồng để mà bán cho anh em, nên em biết cái lá nhỏ mình lợp vào nó cái diện tích của nó khá nhỏ, khá thấp, thế nên khi anh em lợp vào thì nó cái độ hao của nó nhiều. Anh em ngó nhìn chứ khi mà một cái lá nó nhỏ lại thì nhiều cái lá nó gom lại với nhau, 10 lá nó sẽ nhỏ hết thì nó sẽ mình lợp lồng nó hao hơn, còn cái lá to thì mình lợp nó lợi hơn. Đó là em nêu ra những cái mà có lợi cho anh em khi mua những cái dòng hàng phụ tùng phụ kiện đi theo bên em. Thì anh em cũng biết rồi, chuyên đánh và làm những cái sản phẩm lồng gáo đàn cò, những cái lồng mà chuyên đánh cu bằng dây để cho anh em, thì em cũng nhập về một số loại hàng để bán kèm. Thì anh em lá ngụy trang, bồi ốp đất, giò, thức ăn cho chim cu gáy, cơ kia nào cũng ngon. Clip sau em sẽ quay cho anh em xem cái tiệm của em, cái shop của em bán tại cửa hàng rất là nhiều. Lá này anh em muốn bao nhiêu lá cũng có hết nha, anh em muốn sỉ mấy trăm hoặc là thậm chí vài ngàn cũng có hết, anh em yên tâm vì số lượng, anh em muốn số lượng bao nhiêu cũng có. Đó. Em chỉ để là một số ít, khoảng 100 lá, như lên chắc tầm 100 lá để quay cho anh em xem thôi. Lá nào cũng như lá đó, không cái nào khác nhau, tại vì nó có một khuôn để mà làm lá, xưởng nó làm ra. Anh em cần bao nhiêu thì em sẽ gửi bao nhiêu cho anh em, không hạn chế số lượng. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip. Clip hôm nay thì em chỉ chuyên quay một sản phẩm cho anh em thôi, đó là lá ngụy trang, cho anh em dễ biết. Clip tiếp theo thì em sẽ quay những cái sản phẩm khác bên em bán. Em bán rất là nhiều sản phẩm. Cảm ơn anh em đã ủng hộ suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.